Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi máy xúc phá cây, dọn cỏ cho một mảnh đất bỏ hoang. Sau một hồi vất vả di chuyển băng qua một con ngõ nhỏ thì anh em chúng tôi cũng đã tới được cái nơi cần làm việc. Và ngày hôm nay thì ở đây anh em chúng tôi đang tiến hành phá toàn bộ phần cây trong cái mảnh đất này và dọn dẹp lại toàn bộ vỏ rác cho nó sạch sẽ. Ở đây phía trước trong mảnh nhỏ các bạn chính là một mảnh đất. Mảnh đất này thì cũng đã được để rất là lâu rồi. Cây cối rất là um tùm và đặc biệt là toàn những cây to không. Và bây giờ thì máy sẽ di chuyển vào để phá những cái phần cây to. Bên cạnh đó thì có luôn hai bác thợ cắt tay để hỗ trợ trong việc cắt nhỏ cây này ra, giúp cho vận chuyển đi nó dễ. Đây là một gốc cây to này. Gốc này cực kỳ to luôn, gốc này trải qua rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà cây này thì cũng không được dùng vào mục đích gì hết. Cây này thì cũng chỉ bỏ đi thôi. Loại cây này thì cũng không làm củi được các bạn ạ. Cây này thì thân cây nó rất là xốp và đặc biệt là khi khô đun rất là khói, khói loay mắt luôn. Nên là hầu như là xúc bỏ đi hoặc là để khô đốt bỏ thôi chứ không dùng làm củi đun. Đây, đây một mảnh đất rất là đẹp và vuông vắn. Để cây cối nó mọc lên thì nhìn nó rất chi là rộng rạc. Nhưng mà chỉ cần phá sập xuống xong xuôi, gom liếc lại thì nó sẽ trở thành một mảnh đất đẹp và nhiều tiền ngay. Cây khỏe rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy cây que nhiều chưa? Đấy, một rừng cây luôn. Các mảnh đất bên tay trái tay phải thì có người ở được trồng cấy và dọn dẹp thường xuyên nên là thì rất là sạch. Nhưng riêng mảnh này thì do để lâu quá rồi nên nó um tùm tốt tươi. Nhưng tốt tươi đây là tốt tươi cây cỏ chứ không phải tốt tươi về rau. Tí nữa thì vào chân. Những cái gành nhỏ thì máy xúc có thể mẻ được, nhưng đối với những cái thân cây to như thế này thì bắt buộc phải dùng đến cưa máy. Ở đây bác thợ đang tiến hành cưa để trợ giúp cho ông máy xúc được bẻ dễ dàng hơn và dọn dẹp được nhanh hơn. Rất là nhiều cây que nhưng mà toàn cây dại thôi. Những cây này thì không được sử dụng lại, cũng chả buôn bán gì được. Cái cây này cái hoa nó màu đỏ đỏ các bác ạ, nên là chỉ cần cái quả nó rơi xuống nó mọc rất là nhanh. Bẵng đi một thời gian là gốc cây nó rất là to. Đấy. Cái này thì sẽ có hai hình thức. Một là gom gọn thành một đống, sau đó khô thì sẽ được đốt. Hai
là xúc lên xe vận chuyển ra ngoài. Nhưng mà phương án xúc đi ngoài hơi vất vả các bạn, vì cây que này nó rất là vướng víu, và đặc biệt hơn nữa thì tốn nhiều xe. Nên là phương án hay nhất là chỉ có phơi khô đi, xong là đốt xong bắt đầu là lúc nào làm móng làm miếc thì mình dọn dẹp một lượt nữa là xong. Đấy. Toàn cây quế con. Đây. Cây gốc quế to này, gốc quế bự chà bá này. Chui vào đây ẩn máy luôn. Tay thì lâu, dọn máy thì đúng là trong vòng thì khoảng vài phút đồng hồ là một khu vườn là tan tác ngay. Phá thành một vòng tròn. Đất này thì nó theo kiểu là hình chữ L các bạn. Đấy, phía trái ở phía bên phải. Cứ dọn còn người thì cứ làm việc. Cái nó lỗi là bập bênh thôi, đừng để nó đứng này. Rồi chờ nó phá xong đi. Em ơi. Em ơi. Đang nông ra như cây cho nên nó bập bênh quá. Để nó cắt được không nên quá nó chỉ để nó kéo lên được. Cái này nó lỗi bập bênh hai đầu á. Rồi đấy anh nha. Đi đi. Vâng. Quả trên cây nào, xem bác thợ cắt quả cây. Nâng một đầu này lên mới cắt được. Thank you.
Đấy, đây là một gốc cây to này. Cây này được cắt một nửa. Úi, bỏ máy quá. Đấy, cắt một nửa, còn một nửa là phải kéo bằng máy. Nếu cắt hết được gốc cây này thì phê lắm. Trời thì đang nắng, cộng với cái việc là không có gió nữa. Cây này thì theo như mình nhìn thấy rất khả năng cao là chất thành một đống rồi. Để sau này là nó khô thì đốt xong. Còn nếu như mà xúc lên ô tô thì đã có xe ô tô vào rồi. Rất là nhiều cây. Gốc cây này mà là gốc cây sạc cừ hay là gốc cây xoan gì đấy thì có người lấy ngay. Cây này thì nó rất là xốp mà đặc biệt là đun nó khói nên là không ai sử dụng. Là hôm nay đi phá những cái cây cối um tùm này không có ong các bác ạ. Bình thường như đi phá cây dọn cỏ cho những cái mảnh đất mà lâu không có người ở ấy, thì bắt buộc phải có con máy có cabin đấy. Nếu như cái dòng máy mà không có cabin ấy, thì phá rất là vất vả. Thì ngoài việc là mũi mát biết ra là còn liên hệ đến cái vấn đề là có ong đấy, nhưng con ong nó bay ra đốt thì đảm bảo ông lái thì không chạy đâu được. Bia đây các bạn này. Đấy, tuy nhà cũ nhưng mà lại có bia này. Đấy. Đấy, bia đây chứ bia đâu. Anh ơi. Cái này mọt rồi. Ăn hẳn cái cây to này luôn. Mảnh đất này có 40-50 cây to các bạn. Thôi xuống đi, xuống đi. Cho nó đổ. Những cây này thì đặc biệt là dù to hay bé thì cái phần đào gốc lên rất là dễ. Nó không như các cây xà cừ. Đấy, cái nhà này chắc cũng để lâu lắm rồi các bác. Nhìn gãy hết mãi, cũ hết rồi. May không đổ mất dây điện. Đấy, là một bác tài chuyên có những cái pha phải khiến người khác giật mình, chuyên gọi là làm những người xem phải thót tim. Đôi lúc là những cái bức tường và những cái mái tưởng chừng như là để phá, để đứng lại để đục,
để xử lý dần dần. Mà bác cái nóng tính, bác cái chơi một phát là kéo sập luôn, phải làm những người khác xem phải thót tim và giật mình các bác. Đấy, cái căn nhà này thì chỉ có tới cái phần hết cái tường này thôi, còn phía bên tay phải kia cái có cái nhà nho nhỏ như kiểu nhà vệ sinh đấy thì lại thuộc về cái mảnh đất ở phía bên kia cơ. Đấy, và cái góc đằng sau cái này để ý thấy là cái chỗ này này, đấy cái bức tường này đó, cái bức tường này là bức tường ngăn cách đấy, giữa hai mảnh đất với nhau, gồm có hai mảnh bên trái đang làm và mảnh bên phải kia. Cái kể như mà có một cái mảnh to như thế này thì khá tiền đấy các bác ạ. Ở đây thì sau khi hạ được cái căn nhà nhỏ này rồi thì một là bác Tài sẽ tiến hành đục sắt luôn để thu hồi tại chỗ, hai là vận chuyển lên xe ô tô để mang về nhà, hôm nào rỗi thì phá sau. Đây sắt thì toàn 6 thôi. Nhà gọi anh nhỏ. Đấy, chồng bổ mông luôn này, nhổ mông luôn. Nguyên cả một mái lặng. Bắn nhỏ nhỏ ra để lôi nó sang bên. Một cái mặt phẳng đang dần dần được hiện ra các bác ạ. Sau một cái quá trình làm việc thì toàn bộ phần cây que cỏ rác đã được bác Tài của chúng ta phá xuống xong xuôi. Đấy. Và một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xắn yêu thương này cũng đã được phá xuống. Đấy. Hiện tại thì toàn bộ cái phần trạc vụn này và toàn bộ phần cây kia sẽ được xúc lên ô tô để trung chuyển bỏ ra ngoài. Đấy. Còn cái phần sắt vụn này thì sẽ được xúc lên xe mang về bãi. Đấy, vì bây giờ con này đang sử dụng búa, không thể nào dùng búa để đục nhỏ lấy sắt được các bạn, cái này phải có kim. Đục thì vẫn được thôi nhưng mà nó sẽ tốn nhiều thời gian và lâu hơn. Đấy. Bây giờ thì sau khi đã phá được toàn bộ cái phần cây que này xong rồi thì chờ xe ô tô vào để xúc toàn bộ những cái phần này để trung chuyển ra ngoài. Đấy. Cái này thì đổ thì sẽ đổ ở một cái bãi nào đấy cho nó khô đi rồi mới tiến hành để đốt các bạn ạ. Còn những cái phần gạch vỡ vụn này sẽ được đổ và san lấp vào một cái bãi hay một cái nhà nào đó họ cần cái đất này. Đấy. Mấy phút trước thì các bạn nhìn đây là một miếng đất tùm cỏ cây, cây dại, cây diếp mọc lên rất là nhiều. Nhưng vài phút sau thì mảnh đất này đã nhìn nó thoáng đãng hơn rất là nhiều các bạn này. Đấy, rất là nhiều, đúng là có bàn tay, có sức lao động của con người vào nó khác hẳn đấy. Đấy. Và bây giờ thì trời cũng đã nắng, giờ thì cũng đã trưa, anh em tôi sẽ tiến hành xúc một hai xe, sau đó nghỉ, buổi chiều thì sẽ tiếp tục với công việc. Nó chỉ vất vả là vất vả cái lúc mà mình phá thôi. Phá thì nó bụi bậm rồi nó phải nhìn căn chỉnh, còn khi phá xong rồi xúc lên xe thì nó khá là đơn giản, không có gì cả. Đấy, và buổi chiều ngày hôm nay thì anh em tôi sẽ tiến hành dọn dẹp toàn bộ cái phần này để sớm hoàn trả lại cái mặt bằng cho bác chủ, còn sớm ngày thi công các hạng mục khác. Đấy, ở đây xe thì đã đến rồi. Xe đến thì mình cũng xúc cho nó một hai xe để nó kiếm gọi là công, mất công phải đi tới đi luôn. Trời thời tiết thì đã bắt đầu vào mùa hè các bạn ạ. Đấy, những lúc này mới thấy được rằng là sự khắc nghiệt của thiên nhiên, máy mà không có điều hòa cực kỳ vất vả rồi.
chúc các bác có một ngày mới thật là tốt lành và nhiều sức khỏe nhé. Video của em hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác.